Anh Phúc, anh đang bị thất nghiệp. Anh nói gì vậy? Sao anh thất nghiệp? Bây giờ á, cái chuyện quan trọng á là phải tìm được một công việc nào đó cho anh làm tạm thời. Anh đang tính chạy xe ôm hoặc bán hàng. Sao như vậy được hả anh Phúc? Anh là người có bằng cấp đầy đủ, làm sao mà làm mấy công việc đấy được? Này, sao cô cập nhật chuyện của người khác thì nhanh thế? Mà cập nhật cái chuyện của quán này thì không cập nhật. Cả cái chung cư này ai cũng biết rồi, chứ đâu mỗi mình cô đâu. Này 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 này, nói chuyện không có xỉa xói nha. Anh là phục vụ, anh là chủ quán vậy, anh lấy cái tư cách gì mà nói chuyện với khách hàng như vậy hả? Thi tốt không á cũng không có quan trọng. Quan trọng á là bây giờ ai phá cái quán của em quất cái người đó cho khỏi mặt đầm luôn. Chị nghĩ là hôm nay đi uống cà phê mà quên coi ngày rồi. Thôi bây giờ thì về không mặt đầm nữa. Mấy bà tóc em đây trong chiều gió lắm. Tiếng ca rộn vang chào mừng một ngày mới đã vừa sang. Hát vang la 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 la, là một khúc ca cho mỗi nhà.